Dạ vâng. Anh đã tính anh có khen không? Đúng rồi, nếu như mà anh có thấy em đang cực khổ từ đồ ăn sáng cho anh thì em biết chắc chắn là khen em lúc này là thêm thái độ rồi đó. Mình sẽ đi qua đi đón bên kia. Chà, đi thôi. Nay cũng hơi hồi hộp xíu nha. Tại vì sau mấy tháng rồi mình mới được coi cái trailer mà mình làm chung với mọi người. Hello. Cô Blue của em nè. Trời ơi. À. Chung vậy là cũng được. Cũng được. Biết là người ta thích uống cái gì. Chứ bây giờ người ta đã qua chở mình rồi thì mình cũng phải bánh ít đi thì bánh cà phê với lại chứ. Ủa vậy hả? À đúng rồi nè. Dạ. Tôi cũng có gọi cho mấy người. Ủa bánh mì mà. Sao mà đó được? Rồi mì đâu? Em xin lỗi nha. Bây giờ em sẽ thử một miếng, đúng không? Mình sẽ coi thử là nguyên liệu này nọ mình bỏ vậy là nó vừa vặn chưa? Để em thử mình không? Rất là đầy, bây giờ chỉ còn anh nhớ. Ôi là trời, cái này làm nấu 3 tiếng đồng hồ quá hả? Không mà là ngon vậy lắm, xuất sắc. Trời ơi chưa. Mình sẽ đi tìm một cái chỗ nào đó. Em để, đó. Em để nhờ đi. Không, mày ngon nha. Mày ép xíu. Mày ngon nha. Có tính mở nhà hàng không? Trời, ước mơ của tôi. Ngon á. Rất là ngon á. Ăn coi chừng rớt cái lớp nha. Tự nhiên cái hàng hôm nay mới được làm tài xế gì trời. Tài xế hôm nay tính ra trời không có mưa luôn á. Ủa, nó nghe nè, bạn ơi, hôm nay mình mời bạn đi quay, mình có trả công cho bạn là một hộp mì, một cái bánh đàng hoàng. Mình mời cả ekip đi quay cái nửa clip hộp này mì. Mà bạn chưa cho bạn dù ẻo mưa là sao bạn? Ý nó là hả, tự nhiên hôm nay em quay. Tự nhiên anh đi quay trời nắng, bạn thấy không hài lòng hư? Ý là hôm nay hôm qua em chở anh mà trời không có đổ mưa. Đây ha. Wow, cái này mát nè. Tính là mình đang đi một vòng mà cuối cùng là mình vòng lại cái chỗ nãy mình nhích hơn chút xíu. Không có. Không có. Anh kỳ quá. Cái này cái gì? Tại vì tính ra từ nãy chỗ em đón anh đi qua đây có 5 bước chân mà nãy em đánh cái vòng luôn. Là lần đầu tiên em quay video vlog. Cho nên là em quay giống như kiểu là em có tương tác đi trên xe. Nhưng mà về dựng thì người ta đâu biết là hả, thực ra là em chỉ dính có 5 bước chân đúng không? Bắt đầu vô công việc chính nha mọi người. Hôm nay là mình mời bạn TT đi coi cho Dolomite. Dạ, phim của chúng tôi làm. Tính ra có 5 bước chân là đi xe xếp máy quá thì xếp máy. Mở cửa đi ra đi về đi. Đi gì liền. Mở cửa cắt. Đi về. Nhà ở đâu nhắm vị trí tôi chở về nè. Nói cho mọi người biết, nghệ thuật chỉ là anh Trăng lừa dối thôi. Mở cửa đi. Coi. Nó dọn vô là có chuyện liền. Mà không có này, cái này có kìa. Em tên gì? Em tách hộ cho. Ngay đây à? Nghe đọc. Tốt quá ha. Dễ thương. Con gái chắc luôn. Chân mày bén ngót rồi. Chân mày đập bén quá ha. Thôi đi ngủ, đừng có vô duyên. Được chưa? Sống vô duyên nha. Like to shop. Like to shop. Em ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Đi đào là luôn luôn like to shop. Mày điên rồi. Mày điên chơi. Tao mới tán á. Quá là trời. Quá là trời. Em sao? Trưởng thành đó. Ủa? Ờ, em dánh rồi. Mặt rồi. Ê, sao nhìn em cũng này lão quá ta? Lạ, ai cũng lạ chứ không. Nhưng mà bà dánh nó làm trong cái này, cái tóc này bà đẹp nha. Dạ. Ồ, vẫn dễ thương. Vừa lạ luôn nha. Ồ trời. Sao mà ghét hôm nay? Dữ quá, dữ ha. Ồ trời. Chị muốn nhớ tôi. Anh là một trai em. Vì sao bây giờ né tôi? Gia đình của mày như vậy mà bắt ai vô ta yêu mày sao được? Con chửi người ta nữa. Có cần phải làm tới mức độ này không?
Hai cái đứa đẹp thì làm gì cũng đẹp. Tụi tao đâu có tiền mua lên được gì hết. Thật ra cần. Tại sao mày cũng muốn chồng tao vậy? Mày làm gì hả? Mày đi chỗ khác. Đi đường phá đây mày hại người. Anh nói lo cho tôi. Đừng lo một cách nào. Trong khi bây giờ đâu, quanh thấp lưu của tôi. Bọn con ra con xin cái gì không? Chỉ thằng mất. Ít nhất là em phải cho anh biết là em muốn cái gì. Không có im lặng gì nữa. Nghe tôi lại. Dạ. Tại sao mày cũng quên chồng tao vậy? Mày làm gì hả? Mày đi chỗ khác. Đi đường phá đây mày hại người. Anh nói lo cho tôi. Có gì đâu mà che mắt tôi là. Thôi mệt quá à. Ông mày. Tại sao mày cũng quýnh chồng tao vậy? Mày dám đi ra mày đi chỗ khác. Mày đừng phá đây mày hại người. Thôi hả? Anh nói thì lo cho tôi. Đừng quỷ này. Trong khi bây giờ lương quanh thấp lương của tôi. Ít nhất là em phải cho anh biết là em muốn cái gì. Không có im lặng gì nữa. Mày quá. Mày muốn yêu. Em gần 40 tuổi rồi. Nhìn nhỏ bé, nhìn mai thấy nó nhỏ bé. Em chưa ngủ khổ sao mai? Ừ. Từng tuổi này rồi bây giờ còn sai một lần nữa là coi như hết đời rồi còn gì. Giọng của chị Đào đi. Vô thấm. Chị không? Wow. Cô lại. Ê, cái câu cuối nó làm cho em cảm giác có một chút xíu mà gọi là thách thức trong tình yêu, mà thấy nó làm cho người ta cảm thấy bạn có dám vượt qua những cái gì mà nó đang ngổn ngang trong lòng bạn để bạn tiếp tục yêu hôn đó. Dễ thương nha. Nó làm nhìn nó thì nó rất là kiểu sao ta, rất là kiểu bất cần, nhưng mà nhìn nó rất nghe rất là tình cảm ha. Ai thoại của đó ha, cũng hay á. Làm riết nhiều cái mệt ghê. Không, còn lại. Trễ rồi, được rồi, sếp ơi. Mình còn những cái đầu công việc khác ngày hôm nay mình phải hoàn thành nữa. Ủa, lúc tắt đâu vậy? Có thật sự lại phải xài khai bát này không? Không, mình xin phép tới đây được rồi ạ. Hôm nay coi trailer thấy sao? Thấy bồi hồi cảm xúc ha? Thấy mọi người làm có những cái phân đoạn mà em cảm thấy là nó động lại trong mắt em thật sự đó. Rồi, xong rồi, nhà bạn đâu mình chở bạn về. Ủa, là sáng mới là... Ủa, anh nhớ là mình đi á. Không, trong những cái clip reaction là mình mới đi được là xa. Cũng còn bằng dưới cái tóc bữa rồi, em đón anh tới đây rồi sao? Ủa vậy tính ra mình chưa đi đâu luôn á. Không, bây giờ là... Ủa vậy là hết cái chị lợi dụng rồi hả? Dạ, giờ em gửi lại về với gia đình của anh nè. Yêu đi. Dám không?